Ông già của chú là tên gì ạ? Ông Trịnh Xuân Tích. Trịnh Xuân Tích. Trịnh Xuân Tích. Là ông sinh năm 1912. À, tức là theo ông nói là ông đi lên đây từ năm ngàn khoảng năm 12. Năm 1930 ông lên 30 lên Đồng Điền á. thì làm cái Đồng Điền. Đồng Điền nó có cái tên là Cá Đa, cái tên là cái Đồng Điền mà Thế xưa thì ngày xưa ai nói ổng tự nhiên là ổng lên đây. trong có một người quen ở Huế vào đây trước thì thấy trên này làm được thì mới nhắn về là ông lên đây mà làm. Người ta đang tuyển cần một cái viên chức làm kế toán thì ông thấy ông làm được thì ông, mặc dù ngày mai sẽ là cái ngày đi thi diploma nhưng mà ông đã bỏ ông vì cơ hội để kiếm tiền và giúp gia đình mà Lên tăng thế giới. nên cái cơ hội để đi làm việc có tiền và giúp gia đình thì ông đi. Mặc dù ông biết là ngày mai đi thi là có cái bằng để tương lai nó sáng sủa nhưng mà không bằng cái này chắc ăn hơn đấy. Thế thì ổng lên đây rồi ổng mới lấy vợ. Thì ở đâu vậy, cái tỉnh lân cận bao giờ lân giao thoa, khi nào nó có giao thoa ấy, thì Bảo Thuận này thì giáp ranh với Ninh Hòa, và mẹ tôi là người Ninh Hòa thì lên Cà Đa nó theo bà ngoại, là theo theo bà ngoại tôi là mẹ của bà, mẹ của mẹ tôi lên trên Cà Đa này để buôn bán làm ăn. Thì hai người mới ở bên một bên là công chức, một bên là viên chức đồng tiền, một bên là người buôn bán, là buôn bán thì sau đó thì người ta kết nối thì thành ra vợ chồng thôi. À. Vậy là ông già chú ở tới năm mấy thì lại đi tập kết? Như là theo lời nói trong này là ông cướp chính quyền là đây là năm 45, năm 45 là cướp chính quyền rồi. Rồi sau đó là tiêu thụ kháng chiến, là ông ở đây từ đây ông đi ra Phú Yên rồi ra Bình Định, cái vùng tự do cũng của năm. Rồi sau đó là lên quay lại lên tàu, lên lên tàu cảng Quy Nhơn rồi tập kết ra Bắc nữa, tương tự là như vậy thôi. Thế thì ông già của rồi khi nào thì năm nào thì ông lại về lại Tây Nguyên này? Về về năm 75 đó, Năm 75. Rồi về sống tháng chỗ tháng chín nào? đó, khoảng tháng chín Về sống ở nhà nhà của đó. chú luôn hả? Về sống ở chỗ nào hả? Cái đó cũng thú vị đó. Ông về ông nhà không có, cái không có ba mẹ tôi cũng có nhà, thì bà chị tôi mới mua trong cái nhà ở trên đường Hoàng Diệu á, cái chặng giữa cái đường Tôn Thất Thuyết với đường 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 Xuân Yết Nghệ Tĩnh đó, cái chặng giữa số của 92 Hoàng Diệu. Vậy là ông già chú lại đi theo cách mạng, cuối cùng là đi theo cách mạng, tức là đi tập kết ra Bắc rồi quay trở lại. Quay lại năm 75 là chắc cũng cũng lớn tuổi rồi đúng không? Năm 1912 đến năm 75 là cũng lớn tuổi rồi. Em Hết. về hưu rồi mà. Thế thì ông mất năm nào? Mất năm vào 1990. Thì mộ cụ là chôn ở đâu? Đấy, chỗ dưới nghĩa địa, cụ dưới Phạm Mộ Châu rồi, bây giờ giờ xuống cái nghĩa địa mới bây giờ đây. Sau khi bà tôi tập kết về, tôi mới họ có lần tôi họ mới hỏi ông, tại sao ba ông về Huế và ba lên Ba Mươi Thuột? Ông nghĩ một chặng, ông nói, ở Huế không ai biết ta cả. Ở trên này người ta biết, tại vì ông đấy ở ở ông giải thích ông, vì ông ở đây ông đi mà, ông ở đây ông đi tập kết cho nên người ta biết biết ông. Ngày xưa cái tiền thân của cái đơn vị quân đội của tỉnh Đắk Lắk này là trung đoàn E-120, mà trung đoàn E-120 thì chỉ đạo ông là phục vụ trong cái trung đoàn đó, trung đoàn đầu tiên của cái tỉnh Đắk Lắk này. Ông Bùi Sang thì khi ông bị ở tù nên là cái ngày mà ông thả ra thì ông lại về với Cà Đa nữa, ông tạm thời đã tiệm ở trong nhà của ông nhà tôi, nên ông đó là cái ông mà đã lôi kéo ông nhà tôi đi rồi. Để cái đây tập kết đó. Đi đi theo cách mạng chứ chưa nghĩ tập kết, đi theo nhưng với ông Sang là ông nào, ông Bùi Sang chính là cái ông tình ủy viên của tỉnh Bình Định tiếp. Bà ông đi năm cho đi năm năm ngày năm 45 đi, mà bà luôn sinh năm ngày năm 1918, năm ngày bình từ 45 là bà coi như ba mấy tuổi chứ mấy, Mà sinh mấy người con rồi? không mà mấy tuổi sinh mấy chịu thương thì thím tôi mẹ có chuyện cũng sang là lấy chồng nó 10 là 15 tuổi thôi, ngày đó là quá thường. Thế thì cái căn nhà của chú đây là số 54 Văn Cao.
Thì khi này chú lên chú mua hay là Không, ông được cấp đây, ông già tôi được cấp cái căn này. à, Ừ, không phải như thế này đâu, không phải như thế này thì đâu. đất đúng rồi, nhưng mà cái đất thôi. Không có cái nhà, có nhà này, có nhà đây. Thì cho phép chú gặp ông già tí xíu nha. Vâng, À, đây ông già chú đây đúng không? ông già tên là đúng là ông già, còn ông già dưới là ông Sơn. À, đúng rồi. Hai chú cháu cũng giống, hai bác cháu nhé. Và mà có một lần anh em tìm ông Sơn anh em nói tôi thấy anh thờ nên tôi cạp đầu của tôi hai một tờ đấy chuyện chuyện đấy gia đình mình người ta mới thờ Trịnh như Công thế Sơn có lên đây không? mấy thời anh em thì có lên điều đấy gia đình người ta mới thờ ai tự nhiên ba của tỉnh ông Sơn đây đây đây, đây cho ông đeo kính đó là ba của tỉnh ông Sơn Đeo kính bên này hay bên đây đang này? mặc bằng bó đen đó À, đen đây hả? đeo kính đằng sau bà mẹ cũng đeo kính đó bà thứ hai đó. À. Đeo kính đó là bà mẹ tôi rồi tiếp theo là mẹ tình ngôn sơn Hôm bên này là ba. không bên này, ông già tôi tập kết rồi thì đâu có rồi chúng năm 1955 trước 55 tí em ông ấy còn sống đấy Gia đình chuyện của tôi bên thứ tôi thôi dạ. bà chị đầu tôi đây ông anh kế bà nó đâu này đây là ông anh kế theo này ông em thứ ba này rồi tôi nhân tôi đây còn đây là hàng cháu đây là cháu chắc con cháu Này ở đây hết. không đâu mấy đứa nó có đứa Hà Nội chứ Dạ. chỉ con tôi rồi con tôi nó ở đây À, đứa con của chú con đây à? ở đây Mấy đứa đây à? mấy đứa là cháu trong ngoài cháu con bà chị tôi Chị này là đứa con. đây là chỉ có con tôi thôi Đây là huân chương của ông già chú đúng không? vâng Nguyễn Xuân Tích. tên À, Trịnh Xuân Tích. Hay quá. Đó, chúng ta đi đến được gia đình của bác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Trịnh Xuân Tích, đi tập kết tại Buôn, ở ngay Buôn Ma Thuột nhé.